vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắng say. Hello, hello, vâng chào cả nhà. Tình anh ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em, yêu ngay phút ban đầu. Tình cờ mình quen nhau. Mình sẽ nghe nhạc một phút rồi mình sẽ bắt đầu nhé. Hôm nay cái đề tài rất là hấp dẫn hả? Yêu ơi, yêu em nhất trên đời. Và chỉ mình em thôi trong trái tim anh. Ok, vâng chào cả nhà. Hôm nay đề tài nói về phụ nữ nè, rất là hấp dẫn cho những chị em phụ nữ của mình nè. Những chị em phụ nữ của mình nên nghe cái bài này nhá. Cái bài này là cái bài mà có thể giúp cho mình cải thiện, thay đổi vận mệnh của chính mình ha. Rất là hấp dẫn ha. Nghe nói cái đề tài là thấy hấp dẫn rồi ha. Mọi người nếu mà nghe Vân rõ bấm dùm Vân số 1 nhá. Chỉ khi mà Vân đi sâu vào thì make sure là mọi người nghe Vân rõ. Ok, không biết tại sao cái máy này nó đứng hình. Ok, nghe Vân rõ, bấm Vân số 1 nha. Các bạn có thể cho Vân biết các bạn đến từ đâu ha. One second. Nghe Vân rõ bấm mềm Vân số 1. Ok. Rồi. Hôm nay Vân sẽ nói về cái đề tài là 7 điều mà phụ nữ mình cần làm ngay để cải thiện vận mệnh của mình, vận mệnh của chính bản thân của mình. Có nhiều người nói là
Tôi sanh ra nó đã như vậy rồi, cái số của tôi nó như vậy rồi, thì tôi không thể nào đổi vận mệnh của tôi. Thì không biết là các bạn có tin là mình có thể đổi cái vận mệnh của mình không? Có ai tin là mình có thể làm cái gì đó mà nó có thể thay đổi cái vận mệnh của mình? Nếu các bạn tin có, các bạn bấm vào con số 2 nào. Nếu mà tin có ha, mình có thể đổi vận mệnh của mình. Thì bây giờ vận mệnh của mình ha, mình nằm trong tay của mình, bằng cách nào mình có thể đổi? Nếu các bạn tin mình có thể đổi được, thì đây là 7 cái điều mà mình cần làm ngay để mình có thể giúp thay đổi vận mệnh của mình các bạn nhé. Ok. Thứ nhất là mình phải biết thương yêu mình. Thương yêu mình bằng cách nào các bạn? Quan tâm tới sức khỏe của mình nè, đúng không? Quan tâm tới sức khỏe, quan tâm tới sắc đẹp của mình nè, không? Yêu thương mình, mình cần phải biết yêu thương mình. Mình không thể nào mình nói tôi yêu chồng tôi yêu con tôi yêu cha tôi yêu mẹ tôi yêu tất cả mọi người xung quanh. Nhưng mà nhìn lại các bạn đi, các bạn có yêu thương các bạn không? Hay là các bạn đang hành hạ bản thân mình, đi làm một ngày 2-3 job, 2-3 công việc, rồi tối về lại thức khuya chơi Facebook, ăn uống thì thất thường, không có ăn uống đủ, thì có phải là mình đang yêu mình không? Và cái người thì càng ngày càng tàn tạ, càng già nua, không có, phải nói sao, nhìn mà thấy hốc hác, mà thấy hết, không dám nhìn tới nữa, thì mình có thương yêu mình không các bạn? Cho nên là thứ nhất là phụ nữ cần phải quan tâm tới mình hơn chút nữa. Cần phải thương yêu mình, cần phải quan tâm yêu thương mình hơn chút nữa. Có nghĩa là các bạn phải quan tâm về sức khỏe của mình nè. Các bạn phải quan tâm về sắc đẹp của mình nè. Ok, các bạn phải ăn dọn chút xíu nè. Mình không thể nào mà mình nói vì tôi có chồng rồi, tôi có con rồi, tôi dọn để ai coi đây. Có ai bao giờ nghĩ điều đó không? Nếu mà các bạn có, các bạn bấm giùm vân số 3 nè. Tôi đã có gia đình rồi, tôi đâu có cần phải ăn dọn nữa đâu. Và sống nay chết mai mà đâu cần phải quan tâm sức khỏe đâu. Có ai như vậy không? Có ai đang suy nghĩ như vậy? Bấm vô vân số 3 nè. Ok. Và bây giờ ngược lại cho Vân hỏi, ai đang quan tâm về sức khỏe của mình và sắc đẹp của mình, và quan tâm về mình, thương yêu mình hơn chút nữa, thì các bạn có thể bấm vô vân số 4 nhé. Các bạn có thể bấm vào vân số 4 nếu các bạn đang quan tâm về sức khỏe của mình ha, quan tâm về sắc đẹp của mình, quan tâm về bản thân của mình. Có nghĩa là mình cũng phải thương yêu mình hơn chút nữa các bạn, thương yêu chính bản thân của mình. Tại khi mình thương yêu mình thì mình mới thương yêu người khác được. Các bạn đừng có đang dối mình, đừng có nói xạo, đúng không? Tôi thương yêu chồng con tôi làm, tôi dấn thân, tôi làm cả đời vì chồng vì con của tôi. Thật sự ra các bạn, mình không biết cho lo cho bản thân của mình thì lo cho ai được đây? Đúng không? Coi chừng mình đang bạc đãi bản thân mình thì mình nói là mình lo cho người khác thì ai tin mình đây? Đúng không? Vâng, rất là vui khi thấy rồi rất nhiều các bạn. Bấm số 4 nè ha. Bấm số 4. Có sức khỏe là có tất cả, đúng không? Cho nên là làm gì làm mình cần phải có sức khỏe các bạn. Mình cần phải chăm sóc mình nhiều hơn, đặc biệt là về sức khỏe các bạn. Tập thể dục nè, ăn uống có điều độ nè, ăn uống đầy đủ một chút nè. Và nếu như bản thân của mình mà mình cảm thấy mình ăn uống không có đầy đủ đó, không có đủ chất trong người, thì mình nên dùng thêm thực phẩm chức năng cho mình khỏe các bạn. Vì cái xe này mà nó mục rồi đó, nó hư rồi đó, thì không có thể nào mà làm ra tiền được nữa hết các bạn. Và cái người mà nằm trên giường bệnh á, chỉ có một cái mơ ước duy nhất thôi, là được sức khỏe thôi các bạn. Còn nếu mình có sức khỏe thì mình có rất là nhiều mơ ước, đúng không? Cho nên là mình, sức khỏe là rất là quý đối với người phụ nữ. Sức khỏe và nhan sắc là cái quý nhất đối với người phụ nữ. Cho nên là các bạn cần trân trọng cái đó. Cái đó rất là quan trọng. Bảo vệ hạnh phúc được hay không là ở người phụ nữ các bạn nhé. Hạnh phúc của mình mất hay còn là ở người phụ nữ. Ok, rồi, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì, làm lành với quá khứ. Cái này á, nghe thì nó hơi sao mà làm lành với quá khứ, nó hơi khó nghe đúng không? Nó hơi nhưng mà có phải là ai cũng đồng ý với Vân là người phụ nữ của mình á,
phải nói như thế nào đây ta? Phải dùng cái từ như thế nào mới diễn tả được người phụ nữ của mình? Cái gì cũng ôm vào lòng hết trơn á các bạn. Coi như là người phụ nữ của mình là người phụ nữ chịu đựng vĩ đại nhất. Vĩ đại nhất luôn. Phải nói là chịu đựng tuyệt vời nhất. Mình phải dùng cái từ tuyệt vời nhất. Các bạn có tin là người phụ nữ Việt Nam của mình là người phụ nữ kiên cường và chịu đựng mạnh mẽ tuyệt vời nhất không? Nếu mà các bạn tin cái này, các bạn bấm dùm vân số 5 nè. Có phải điều đó đúng hay không? Ok. Có nghĩa là cái gì mình cũng có thể chịu đựng được hết. Và mình cắn răng mình chịu đựng. Và mình cứ ôm hết trong người của mình các bạn. Mình ôm hết trong người của mình. Mình chịu hết trong người của mình. Có bao giờ mình thấy mẹ mình khóc không? Có chứ. Nhưng mà khóc trốn trong một góc nào đó khóc. Vì sao? Vì sợ chồng, sợ con biết. Và ôm hết, chịu đựng tất cả những cái đau khổ, những cái gì đó ở ngoài kia, sóng gió cuộc đời như thế nào, cuộc đời của mẹ vật vã như thế nào, mẹ chịu đựng hết. Có nhiều lúc á, người mẹ bị bên chồng hành hạ, nói này hơi đụng chạm xíu, bị má chồng, chị em chồng hành hạ cũng chịu đựng. Và nói chung là người phụ nữ của mình chịu đựng rất là giỏi. Ok, ai đồng ý điều đó bấm giùm vân số 5 nè, đồng ý không? Ok. Và có một cái nữa các bạn, đây là điểm yếu chứ không phải là điểm mạnh. Đối với Vân đây là điểm yếu các bạn. Vì sao? Vì người phụ nữ của mình, đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam của mình á, cái gì cũng ôm trong lòng hết trơn á, không có thoáng ra. Và người phụ nữ, tại sao người phụ nữ Việt Nam của mình bị ung thư rất là nhiều là vậy? Ung thư nhiều lắm là tại vì cái gì cũng ôm trong lòng hết trơn á. Cứ rác rửa nhà người ta cũng ôm trong lòng, rác rửa nhà mình cũng ôm trong lòng mà không có cái chỗ đi ra, không có thoáng được. Không có thoáng được thì chuyện gì sẽ xảy ra các bạn? Nó nằm hoài trong đâu nè, nó nằm hoài trong đầu, nó nằm hoài trong từng tế bào của mình, thì một ngày nào đó nó sẽ xì ra bằng cách là ung thư thời kỳ cuối. Trời ơi, nó đau khổ dữ lắm các bạn ơi. Có ai có biết chuyện này xảy ra không? Và Vân đã từng thấy rất là nhiều người phụ nữ mình bị trầm cảm, mình bị phải nói như thế nào, mình sống trong một cái thế giới mà mình không thể nào tâm sự cùng ai. Và mình sống trong một cái thế giới là trời ơi sao mà tôi đau khổ dữ vậy nè. Chịu đựng, không thể nào tâm sự cùng ai. Và cứ đổ thừa là tại cái nghiệp của tôi nó nặng quá đi, cho nên là bây giờ tôi phải tới đây để tôi trả. Không biết ai thiếu nợ ai rồi nghe. Tôi phải trả nợ cho người này, trả nợ cho người kia, trả nợ người nọ. Thật sự các bạn ơi, mình là cái người tự chuốc khổ đây nè. Vân nói một cái thí dụ nha. Thí dụ như ai làm cái gì đó sai á, tự nhiên á, mình cũng không có tha thứ, rồi mình ôm hết trong lòng gì nè. Mình sống không có thoáng ra. Ok. Mình sống không thoáng ra ngoài. Mình muốn cái gì thì mình nói ra đi. Không, mình cứ ôm trong lòng vậy nè. Có nhiều lúc mình nói là chồng mình làm cái gì đó, một cái gì đó sai, ai mà không làm sai đúng không? Nhưng mà làm một cái gì đó sai là bắt đầu mình cứ để hoài trong lòng luôn, và cứ sống để dạ chết mang theo. Ai khổ? Mình khổ đây nè, cái thân này khổ đây nè, có phải không các bạn? Mình khổ. Và Vân khuyên các bạn đó, hãy nên làm lành với quá khứ. Quá khứ của mình là một chuỗi ngày đau buồn. Quá khứ của mình là rất là nhiều những chuyện không có vui. Thì chuyện gì sẽ xảy ra các bạn? Nếu mình cứ ôm hoài cái quá khứ của mình sống hôm nay, rồi sống cho tương lai, thì có phải là mình là cái người chịu hết đau khổ vào mình không? Cái người đối phương mình có biết mình khổ gì họ không? Hay là họ vẫn ung dung tự tại? Mình muốn cái gì thì mình nói ra, mình muốn cái gì mình sống thoáng ra các bạn. Người Mỹ hay một cái gì nè, họ thích không thích á, người ta nói là thay chồng thay vợ như thay áo. Thật sự á, họ nói một cái câu mà mình nói là nó hơi quá đáng, nhưng mà thật sự là nó đúng chứ không phải sai. Nói chứ cuộc sống nó ngắn ngủi mà, tại sao mày phải làm khổ mày như vậy? Họ nói mình một câu, mình nói là sao? Họ nói chứ cuộc sống rất là ngắn ngủi, nếu mà không có vui thì không nên ở với nhau nữa.
Mình nói ở đây không phải là nói các bạn không vui là cắt bỏ nha. No, mình sẽ cỡ mở ra để coi có thể có cái cách nào giải quyết hay không. Và nếu như không có cách giải quyết thì mình đừng có hành hạ, mình sẽ giải thoát cho nhau, đúng không? Và nếu như mình có thể tha thứ được cho ai đó thì mình cứ tha thứ. Và mình hãy làm lành với quá khứ đi các bạn. Những chuyện gì qua rồi thì mình hãy cho nó qua, hãy làm lành với nó đi. Đừng có gây chiến tranh với nó. Và nếu mình gây chiến tranh với quá khứ là mình sẽ là cái người khổ. Và rất là khổ. Và khi mình bất an trong đời này thì thử hỏi là đời sau các bạn có an được hay không? No. Cho nên là người phụ nữ của mình nó nặng như vậy đó. Nó nặng tình, nặng nghĩa, mà nặng cái gì cũng nặng hết trơn á. Cứ ôm hết trong người như vậy đó. Rồi rồi chuyện gì tới nó càng chất chồng lên này, cái đầu á thì có chút xíu thôi, mà ngày nào cũng đổ rác gì đó hết trơn trọi đó, mà không có chịu tha thứ ai hết á, không có chịu làm lành với quá khứ thì chắc chắn là các bạn sẽ rất là đau khổ. Và mình đau khổ thì chắc chắn kiếp sau mình sẽ không bao giờ được an vui các bạn nhé. Cái thứ ba, người phụ nữ của mình rất là cần cái này nè, cần phải tu khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp của mình rất là quan trọng các bạn ơi. Khẩu nghiệp của mình, đặc biệt là người phụ nữ nha, cần phải tu khẩu nghiệp. Cái khẩu nghiệp là cái dễ mang tội nhất, okay? Dễ nhất luôn. Nói láo nè, nói thiêu dệt nè, nói lưỡi hai chiều nè, đâm đầu thóc thọc đầu gạo mà bà đặt nói nho nữa. Tới đầu này nói xấu đầu kia, tới đầu kia nói xấu người nọ, rồi ngồi chăm tám tụ năm tụ bảy lại với nhau, rồi nói hết chuyện nhà mình thì lại nói chuyện hàng xóm, thì chuyện gì sẽ xảy ra các bạn? Người ta nói quả tai từ miệng mà ra, đúng không? Cho nên là người phụ nữ của mình đặc biệt là khống chế cái khẩu nghiệp của mình. Các bạn ơi, tại sao mình có hai lỗ tai? Mình có một cái miệng thôi mà, đúng không? Thì bây giờ hai lỗ tai thì mình cần phải lắng nghe nhiều hơn là nói, và cố gắng là ít nói hơn một chút, học lắng nghe hơn một chút nữa, thì mình sẽ sao? An lạc hơn, đúng không? Ai đồng ý với Vân chỗ đó không? Lắng nghe, ít nói lại thì chắc chắn mình sẽ an lạc hơn. Nếu đồng ý bấm giùm Vân số 6 nè. Ok. Ok. Rồi. Cái thứ tư, người phụ nữ rất là cần ôn hòa, hiền diệu, nhẫn nại và bao dung. Cái này không có dễ chút nào hết các bạn. Ôn hòa, hiền diệu, nhẫn nại và bao dung. Ôi trời ơi, công dung ngôn hạnh người phụ nữ của thế kỷ 21 này bây giờ hình như là nó hơi khó. Khó lắm. Tại sao? Là tại vì mình phải buông chen với xã hội, mình phải ra ngoài làm việc các bạn. Hồi đó đó, cái thời mà thời mẹ Vân thì cũng đã, mẹ Vân rất là vất vả thì Vân thấy rồi, nhưng mà Vân không biết là thời hồi nào phụ nữ phải ở nhà trông con, là người phụ nữ công dung ngôn hạnh, đúng không? Không biết là nói nho có đúng hay không nữa, nhưng mà không đúng thì các bạn cũng nghĩ, Vân nghĩ các bạn hiểu Vân nói cái gì, đúng không? Có nghĩa là ở nhà lo xíu con, dạy con là hoàn tất ở trong nhà hết, đúng không? Lo chồng, người ta nói là đằng sau người đàn ông thành công sẽ có một người đàn bà sao các bạn? Ai có nhớ câu này không? Sẽ có một người đàn bà ngồi không hả? Ok, .. để đó, đúng không? Suy nghĩ sao suy nghĩ. Cảm ơn chị Huyền Nguyễn đã viết xuống những cái câu. Ok, so ôn hòa, hiền diệu, nhẫn nại, bao dung. Mình muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình thì người phụ nữ mình cần phải có cái này các bạn. Hello chị Tina. Nhẫn nại, yes, không có người phụ nữ nào đặc biệt như người phụ nữ Việt Nam mình hết. Rất là nhẫn nại trong tất cả những cái gì mình làm các bạn. Tại sao mình có thể sống không, thí dụ như bây giờ chồng mình mất đi,
mình có thể sống cả đời để nuôi con mà đàn ông thì không được, đúng không? Và mình rất là nhẫn nại, cực khổ, gian lao để nuôi con. Tại sao? Là tại vì người đàn ông, người đàn bà của mình á, người phụ nữ của mình có một cái sức dẻo dai trong cái sự nhẫn nại, bao dung. Có nghĩa là mình có thể gánh hết, gánh vai bên chồng, gánh vai bên vợ, gánh vai con, gánh vai bên cha mẹ mình, gánh vai bên cha mẹ bên chồng. Có nghĩa là người phụ nữ phải gánh hết tất cả những cái đó, uyển chuyển trong mọi tình huống, ôn hòa, dịu dàng. Muốn giữ được hạnh phúc gia đình của mình thì mình là người phụ nữ phải uyển chuyển trong mọi tình huống các bạn. Mình không thể nào cứng đơ và mình không thể nào... mỗi lần mà có chuyện là mỗi lần bỏ nhà ra đi, hoặc là mình là gọi là cái gì, người ta nói đó là người phụ nữ mình là phái đẹp và phái dịu dàng, đúng không? Thì mình cần phải làm cho người ta chết mê chết mệt vì cái phái của mình các bạn. Mình có thể làm được mà, đúng không? Hạnh phúc hay đau khổ, có hạnh phúc trong gia đình mình hay không là ở bàn tay người phụ nữ của mình. Cho nên là người phụ nữ của mình có thể uyển chuyển trong mọi tình huống nhá, trong mọi tình huống, ôn hòa, dịu dàng. Cái nào cần nhu thì nhu, cái nào cần cương thì cương, cái nào cần dịu dàng thì dịu dàng, uyển chuyển trong mọi tình huống. Cái thứ tư, một cái nữa Vân nhấn ha các bạn, mình cố gắng hoàn thiện hơn bản thân của mình ha. Ví dụ như Vân nói là muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình thì mình cần phải ôn hòa, dịu dàng, nhẫn nại, bao dung, uyển chuyển trong mọi tình huống. Thì bây giờ mình cảm thấy mình đang yếu chỗ nào trong những cái đó thì mình sẽ hoàn thiện mình hơn, và mình sẽ làm tốt hơn hôm qua các bạn. Vì sao? Vì mình làm không phải là vì cho ông chồng mình, không phải là cho bà mẹ chồng mình, không phải là cho những người xung quanh. Mình làm là cho mình các bạn. Khi mà mình có những cái đó rồi thì mình ra ngoài xã hội mình không có sợ bất cứ chuyện gì mà xấu đến với mình hết các bạn. Vì sao? Vì mình là người phụ nữ rất là tuyệt vời, đi đến đâu cũng có thể chốt được hợp đồng, đi đến đâu cũng có thể cho người ta cái gì đó. Đại khái là mình có thể uyển chuyển, mình có thể muốn cái gì cũng có thể được hết các bạn. Và nhớ là mình là ai thì mình sẽ thu hút những người giống như mình các bạn nhé. Mình là ai, mình sẽ thu hút được những người giống như mình. Cho nên nếu mình muốn thu hút những người giỏi, những người tốt, những người có tầm cỡ xã hội thì mình phải là cái người bắt đầu học hỏi những cái mà mình muốn các bạn nhé. Thì mình là ai thì mình sẽ thu hút những người đến với mình y như mình như vậy đó. Cái thứ tư, tu tâm dưỡng tánh để thay đổi vận mệnh. Mình nói đó là vận mệnh của mình, cái số của tôi như vậy là như vậy là như vậy đó, không có thể nào thay đổi được. Thật sự no các bạn tin Vân đi, mình có thể thay đổi được, đúng không? Mình có thể thay đổi được với điều kiện là mình tu tâm dưỡng tánh chút xíu. Tu tâm dưỡng tánh là như thế nào các bạn? Cải biến những cái hành vi, cải thiện cái hành vi của mình, những cái hành vi của bản thân của mình. Làm nhiều việc thiện hơn, biết cho ra, biết thương yêu những người khác, biết quan tâm tới những người xung quanh, làm những việc mà người khác khó làm các bạn, làm những việc người khác khó làm. Các bạn nào mà chưa có đọc cái cuốn sách mà Liễu Phàm Tứ Huấn đó, các bạn nên đọc nha. Ông Liễu Phàm Tứ Huấn này đó là ổng là cái người thay đổi cái vận mệnh của ổng đó. Thì ổng sanh ra đó là ổng được người ta chấm số, là số ổng mấy tuổi là thi đậu lớp này, là thi đậu cái kia, cái nọ, cái kia. Và ổng bao nhiêu tuổi ổng lập gia đình, bao nhiêu tuổi ổng chết, và ổng số ổng không có con. Nó y như rằng luôn các bạn. Mãi cho tới khi mà ổng gặp một vị thiền sư đó. Vị thiền sư nói là trong cái tử vi chấm ổng là ổng 50 tuổi ổng mất và không có con nối dòng, và không có thi đỗ trạng nguyên. Nhưng mà khi mà gặp một vị thiền sư, rồi vị thiền sư nói là ông có thể thay đổi cái vận mệnh của ông bằng cách là ông có thể làm rất là nhiều việc thiện, và mỗi một năm như vậy ông phát nguyện làm 10.000 việc thiện đi, thì tự nhiên cái số của ông sẽ thay đổi.
thì ông ta bắt đầu làm nhiều việc thiện các bạn. Tu tâm dưỡng tánh, làm người hiền hơn, làm người biết giúp đỡ chúng sanh, làm người biết cho ra, làm người biết bố thí, làm người biết từ thiện. Và sau này ông ta thi đỗ trạng nguyên thì ông ta giảm thuế cho những dân chúng và làm rất là nhiều chuyện thiện. Và cuối cùng thì ông ta có một người con trai nối dòng và sống tới 86 tuổi mới mất các bạn, sống tới 80 mấy tuổi mới chết. Thì có phải là ông ta đã thay đổi vận mệnh của mình không? Thì tại sao mình không các bạn? Mình có thể thay đổi vận mệnh của mình bằng cách là mình có thể phóng sanh nè, từ thiện nè, bố thí làm phước, cúng dường, giúp đỡ những người nghèo, những người khó khăn hơn mình, và giúp người giúp người bất thụ lợi các bạn. Các bạn có thể giúp người, đừng có nghĩ tới cái gì hết các bạn. Các bạn cứ làm đi ha. Không phải là mình có tiền mình mới làm được các bạn ơi. Mình không có tiền thì mình có thể dùng cái công của mình để mình làm cũng được. Thí dụ như người ta nấu cháo từ thiện thì mình tới mình giúp bỏ bịch ha. Mình tới mình giúp, mình đưa cho những chỗ mà người ta đi từ thiện, người ta làm từ thiện. Người ta làm công quả trong chùa thì mình cũng có thể vô chùa quét lá đa, hoặc là lặt rau, hoặc là quét dọn bàn thờ cũng được các bạn, cũng được đúng không? Cho nên là cái đó là những cái công đức ha. Hoặc là người ta đi phóng sanh, mình thấy người ta làm mình hoan hỷ, mình đi theo người ta mình làm, thì đó cũng là một cái công đức các bạn, và cũng có thể giúp mình chuyển cái nghiệp của mình, chuyển cái vận mệnh của mình. Và đó là cái nguồn gốc rất là quan trọng để mình có thể làm các bạn nhé. Để mình có thể chuyển được cái vận mệnh của mình. Một cái thứ sáu. Buông bỏ. Dám buông bỏ. Nó liên quan đến cái thứ nhì hồi nãy Vân nói. Cái thứ nhì có nghĩa là các bạn, người phụ nữ của mình chịu đựng rất là nhiều và cái gì cũng ôm trong lòng hết. Và giận ai á, là giận tới năm này qua năm nọ, và sống để dạ chết mang theo luôn mới ghê chứ. Trước đây bản thân Vân cũng vậy đó các bạn. Mà Vân mỗi lần Vân giận ai rồi ha, đừng có hòng Vân nói chuyện đi. Người đó phải nói chuyện với Vân. Người đó mà làm lỗi trước Vân á, là Vân khỏi nói chuyện đi. Người đó phải là xin lỗi Vân, và người đó phải là cái người nói trước thì Vân mới nói chuyện lại. Và mình rất là đau khổ trong cái vấn đề đó, mình rất là đau khổ các bạn. Và mình chấp cái này, mình chấp cái kia, mình chấp tại sao người đó như vậy, tại sao như vậy, tại sao như vậy. Và mình không buông bỏ được, mình cứ ôm trong lòng như vậy đó các bạn. Ai làm mình giận thì mình cứ không buông bỏ, mình không tha thứ được cho họ. Có ai như Vân trước đây không? Có ai như Vân trước đây không? Nếu có các bạn bấm vô Vân số 7 nè. Thành thật khai báo đi nha. Sám hối trước sám hối trước Vân. Sám hối nha, thành thật khai báo ha. Hello chị Thanh Vân. Mình không có tha thứ được cái người tổn thương mình. Mình giận lắm. Và mình không thể nào mình cố gắng, nhưng mình không thể nào mình tha thứ được cho họ. Cũng có nhiều người ha. Đâu phải mình đâu. Và tại sao các bạn? Có phải là mình khi mình làm như vậy đó, là có phải là mình là cái người tổn thương không? Mình là cái người đau khổ không? Đúng không các bạn? Nếu mà các bạn làm như vậy, có phải là mình là người đau khổ không? Vì sao? Vì mình ôm hết cái khổ vô lòng mình à? Cái sân, cái si, cái giận hờn, hỉ nộ, ái ố ôm hết trong người mình à. Rồi tích lũy càng ngày càng dày đặc trong người của mình à. Thì có phải là những tế bào đó nó ra ung thư không? Nó sanh ra ung thư không? Toàn là đưa độc tố vào người không mà. Đúng không? Đưa độc tố vào người không thì làm sao không gây ung thư được. Đó là cái độc tố đó, ghê chưa? Đó là những cái độc tố đó. Phiền não, hỉ nộ, ái ố, giận hờn, oán trách, đổ lỗi, hờn mát. Bao nhiêu rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Có đủ hết. Thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đưa hoài vào. Cứ ai khiều mình cái mình giận, ai nói mình cái mình hờn, ai mà chọt mình cái mình mát, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Ngày nào mình cũng đem rác vào người mình hết, ngày nào mình cũng đem phiền não vào người mình hết, và mình không tha thứ cho những người làm tổn thương mình. Tại sao? Cái tôi mình nó quá lớn, trời ơi, nó nói tới tôi đó, nó động tới tôi đó là không có được đó nha. Thì chuyện gì sẽ xảy ra? Người ta nói với một câu là mình, người ta đã quên hết rồi, nhưng mình ôm người ta hoài, mình ôm cái câu đó hoài thì khổ, nó chồng thêm khổ, nó chồng thêm khổ, bất an, không lành mạnh, bệnh, ung thư. Đó là những cái mà rất là nguy hiểm các bạn. Cái tế bào đó nó ghê gớm lắm, nó nguy hiểm lắm, và nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào trong cái người của mình. Vì sân si tam độc ở trong người của mình quá là nhiều, đúng không? Cho nên là những thứ mà không có giá trị thì mình buông nó đi. Những cái thứ mà thấy đem tới cho mình phiền não, buông nó đi. Những cái mà không giúp cho mình an lạc, buông nó đi. Những cái mà làm cho mình nghĩ ngợi hoài, đau đầu nhức óc quá, buông nó đi. Hãy tha thứ đi, hãy làm lành đi, hãy sống tập cười nhiều hơn, hoan hỷ an lạc nhiều hơn. Thì khi mà những cái đó mà nó không còn trong bộ não của mình, nó không còn trong tế bào của mình, thì mình rất là thoáng, rất là thoải mái, đúng không? Để lòng thanh thản nhẹ nhõm đi các bạn. Ok, nhẹ nhõm một chút đi. Đó là cái thứ sáu nha. Dám buông bỏ và tập đi, không phải dễ chút nào hết. Không phải dễ đâu các bạn ơi, khó lắm luôn á. Nhưng có người làm được rồi thì mình cố gắng mình làm nha. Cái mà các bạn làm không được là tại vì cái tôi mình to đùng mà. Ai mà nói tới vâng là không được đâu á nha. Ai mà nói tới tôi á nha, đó. Mình đi ngang qua cái chỗ đó mà nghe cái gì vâng 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 trong đó, hả, ai nói tới tôi vậy, ai nói tới tôi vậy, là bắt đầu có chuyện rồi đó. Ha, rõ ràng cái tôi mà, đúng không? Cho nên là nói gì kệ nó. Mình không nhận thì nó đem về, nó dơ miệng nó, it's okay, đúng không? Thời Đức Phật, có một vị Bà La Môn đi theo Sa Phật mà cứ chửi, nói nè, ngài Cù Đàm cái này cái kia cái nọ, nói chửi rủa rồi nói tùm lum đà la. Xong rồi Phật không nói gì hết và cứ tiếp tục đi, thì cái ông này ông chửi đã một thời gian cả tiếng đồng hồ, xong Đức Phật cũng không nói gì hết. Xong rồi ổng tức quá, ổng chạy nhanh tới trước mặt Đức Phật, hỏi Đức Phật có bị điếc không vậy, tại sao tôi nói tôi chửi ông mà ông không lên tiếng. Thì Đức Phật nói là nếu như mà nhà ông có tiệc, mọi người đều đem quà tới tặng ông, và ông nói là ông không có muốn nhận những cái món quà này, và mời mọi người không muốn nhận món quà này, thì những món quà này sẽ đi về đâu? Thì ông Bà La Môn nói là sẽ đi ngược lại những người mà cầm quà tới. Thì rõ ràng cũng vậy, nếu mà nãy giờ tôi không nhận những lời chửi của ông thì nó đi về đâu? Rõ ràng, đúng không các bạn? Cho nên là mình, thứ nhất là mình, cái tôi mình nó nhẹ xuống xíu, và mình khi mình lỡ nghe, lỡ giận, lỡ hờn ai, buông bỏ nó đi, để cho cái lòng thanh thản chút các bạn nhé. Một cái nữa, mình nói cái này không biết mình nên nói hay không ha. Thí dụ rõ rõ xíu nha. Có nhiều bạn nhắn tin cho Vân nói là chị ơi em khổ quá, bạn trai em nó bỏ em rồi, chồng em nó ngoại tình, em đã tha thứ cho nó bao nhiêu lần rồi mà nó về nó vẫn, nó đã sám hối rồi mà nó về nó vẫn làm y như vậy nữa. Các bạn ơi, Vân không có phải nói các bạn bỏ đi hay là cái gì nha, nhưng mà các bạn ơi, nếu mà mình mà sống đau khổ như vậy thì mình cần phải, đã cho bao nhiêu lần cơ hội rồi mà người ta không có sửa đổi, thì các bạn nên giải thoát cho nhau đi. Các bạn đâu có cần phải đau khổ như vậy, các bạn đâu có cần phải là nhảy lầu tự tử hay là chết vì người đó. Có bao giờ các bạn nói là ồ, ba mẹ tôi chết theo ba mẹ không? No. Nhưng mà cứ nghe là ồ, người tình tôi chết, tôi phải chết theo người tình, hoặc là người tình tôi phải nói như thế nào, người tình tôi phụ tôi là tôi tự giận tôi chết, hoặc là tôi giết người đó chết rồi tôi chết theo người đó, nó vô duyên chưa từng có luôn á. Nhưng mà chuyện đó xảy ra hoài,
kỳ cục chứ sợ không? Cho nên là các bạn ơi, nếu người ta không có thương mình nữa rồi thì giải thoát cho nhau đi, đừng có nắm níu chi cho nó mệt như vậy. Buông đi các bạn ơi, các bạn mà ôm hoài các bạn khổ, sẽ rất là khổ. Cho nên là nếu như mà hết tình, hết nợ, hết duyên rồi đó, thì cho người ta đi đi, giải thoát cho nhau đi, đừng có ôm nữa. Ôm nữa thì người khổ sẽ là mình các bạn nhé. Ok, cái 7 là cái cuối cùng. Nội tâm biết đủ, biết trân trọng mọi thứ mình đang có. Có nghĩa là mình sống biết đủ các bạn. Cái nội tâm mình biết đủ, và mình luôn luôn trân trọng những cái gì mình đang có. Mình quý những gì mình đang có bây giờ các bạn. Vì sao? Có nhiều người ta nói là đợi mất rồi mới tiếc. Đúng không? Mọi người còn nghe Vân không vậy? Tự nhiên cái máy Vân nó đứng hình rồi. Nếu mà còn nghe thì bấm giùm Vân số 8 giùm Vân nha. Các bạn ơi, Vân bị đứng hình rồi. Không biết ai còn nghe mình không? Mọi người còn nghe Vân không? Ok. Cái máy mình sẽ bị đứng hình. Ok. Ok, good. Có nhiều lúc á, mình sống mình không biết đủ các bạn. Cho nên mình khổ hoài. Khổ hoài. Mình cứ tranh đua hơn thua được mất. Và mình không có biết quý những gì mình đang có. Thí dụ như con mình nè, chồng mình nè, xe nè, nhà nè, những cái mình đang có thì mình luôn luôn biết ơn, trân trọng nó và quý nó các bạn. Và khi mình quý thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì mình sẽ có nhiều hơn nữa. Nếu mà các bạn học về bên kinh doanh thì vẫn học rất là nhiều về cái chữ tiền. Thì các bạn phải biết quý đồng tiền thì đồng tiền mới tới với các bạn hoài, đúng không? Các bạn phải biết quý hạnh phúc của mình thì các bạn mới có hạnh phúc được. Còn các bạn không quý tiền thì làm sao nó tới? Thí dụ như các bạn làm ít tiền hơn người ta thì tự nhiên các bạn nói trời ơi, tháng này lãnh lương ít tiền như vậy là chán chết đi nữa. Thì các bạn cứ phủ phàng với tiền thì chắc chắn là các bạn sẽ không, tiền nó không đến với mình nữa các bạn. Một đồng nó cũng quý, một sen nó cũng gọi là tiền. Phải nói là có nhiều lúc Vân rất là thích anh xã Vân làm. Trước đây Vân không có hiểu được cái chữ tiền nó lợi hại như thế nào. Thì khi mà Vân thấy ảnh một ảnh có thể xài mấy chục ngàn đô một lần, ảnh có thể xài bạc ngàn đô các bạn, nhưng một sen một xu ở dưới đất ảnh cũng lụm lên nữa. Thì Vân rất là ngạc nhiên, Vân nói là anh ơi, tại sao anh xài á, là anh xài mát tay như vậy mà một sen lại anh lại lụm lên là sao? Thì ảnh nói là đây là tiền, em không cần biết một sen hay là một ngàn hay là bạc chục ngàn, nó cũng là chữ tiền. Và nếu em biết quý đồng tiền, em biết quý chữ tiền, em biết quý tiền thì tiền nó sẽ tới hoài với em. Thì sau này Vân mới, lúc mà Vân thật sự nghiêm túc về cái kinh doanh Vân đang làm đó, thì Vân mới hiểu được cái câu nói của anh là nếu và Vân đọc sách nhiều, Vân nghe rất là nhiều những người tỷ phú, triệu phú của Mỹ, họ nói là các bạn biết quý cái gì thì cái đó mới đến với các bạn nhiều hơn. Các bạn biết quý hạnh phúc của mình thì các bạn mới có hạnh phúc. Trong khi các bạn không biết quý ông chồng mình, không biết quý người vợ, không biết quý con mình, mà mình muốn có hạnh phúc làm sao mà có, đúng không? Còn tiền nữa, các bạn làm ít là tại vì các bạn thiếu kỹ năng kiến thức, thiếu bằng cấp thì các bạn làm ít tiền. Nhưng mà khi mình làm ít tiền thì mình lại càm ràm với cái đồng tiền của mình. Trời ơi, tôi lại thiếu trước hụt sau nữa rồi. Làm có bao nhiêu tiền đây, cắt ca cắt cụm bao nhiêu tiền đây. Có nghĩa là các bạn đang phụ, ruồng bỏ đồng tiền, đang suy nghĩ tiêu cực về cái chữ tiền. Thì chắc chắn các bạn sẽ nghèo hơn nữa, các bạn tin Vân đi. Đây là những cái mà những người triệu phú, tỷ phú của Mỹ, họ viết sách ra và họ đang dùng cái luật hấp dẫn để ám chỉ cái này. Và
khi mình vui vẻ, an lạc. Giống như Vân, có nhiều người hỏi tại sao mà vẫn làm kinh doanh, và kinh doanh Vân phát triển rất là nhanh và cái doanh số khá là cao hơn nhiều người, mà vẫn làm rất là an nhàn các bạn. Và vì sao các bạn? Vì Vân lúc nào Vân cũng coi, và trong đầu Vân là có cái câu là tôi làm việc nhàn nhã thảnh thơi lại có rất nhiều tiền. Thì đó là cái câu thần chú của Vân. Và và khi mà Vân làm được một đồng tiền, Vân cũng quý nó các bạn. Và mình luôn luôn quý một đồng tiền mình đem vô. Và khi mình biết quý cái đồng tiền đó rồi đó, thì mình phải trân trọng cái cách xài tiền như thế nào. Thí dụ như mình có một đồng thì mình chia ra bao nhiêu phần trăm từ thiện, bao nhiêu phần trăm để dành, bao nhiêu phần trăm xài, thì mình chia ra rõ ràng và mình dùng một chút phần công đức để mình đẻ thêm tiền nữa các bạn. Cho nên là mình cần phải biết trân trọng những cái gì nó mình đang có các bạn nhé, mặc dù không phải nhiều nha, không phải nhiều, nhưng đừng có gì cái không phải nhiều đó mà mình ruồng bỏ nó nha. Chồng mình thương mình ít ít thôi là mình càm ràm này kia rồi, nhưng mà thật sự chồng mình có thương mình mà, đúng không? Tiền nó đến với mình hơi ít, nhưng mà mình càm ràm tiền thì tiền nó sẽ chạy mất tiêu. Các bạn tin Vân đi thử nha. Nhưng mà các bạn trong đầu các bạn cứ nghĩ tới là tôi cảm ơn, mỗi ngày mình sẽ biết ơn, mình biết ơn những đồng tiền đến với mình, và tôi rất là biết ơn những cái gì đến với tôi. Tôi biết ơn mỗi ngày tôi có được một bữa ăn ngon. Giống như bản thân Vân, mỗi lần mà Vân ăn cơm đó, Vân hay cầu nguyện. Vân niệm Phật xong rồi Vân cầu nguyện là Vân nói là con xin cảm ơn ơn trên luôn cho con có những buổi ăn rất là ngon như thế này. Thì Vân cứ cảm ơn như vậy thì Vân có được đồ ăn, thức ăn ngon hoài để Vân ăn các bạn. Và đó là cái mà mình làm và rất là có kết quả các bạn. Và đó là 7 cái mà Vân chia sẻ với các bạn ngày hôm nay, và đặc biệt là chị em phụ nữ của mình cần phải biết 7 cái này để mình có thể có cuộc sống sung túc hơn, thay đổi cái vận mệnh của mình các bạn. Và tất cả mọi người, ai cũng có thể làm được hết các bạn nha. Cái điều mà Vân vừa chia sẻ, ai cũng có thể làm được hết. Các bạn đừng có nghĩ là ồ em làm không có đủ ăn nữa mà chị kêu em làm từ thiện, bố thí, cúng dường, làm phước, làm sao mà em làm. Thật sự ra các bạn làm không đủ ăn, các bạn làm cả đời cũng không có đủ ăn, đúng không? Các bạn nghèo, các bạn cứ nghèo hoài à. Tại sao các bạn làm nghèo thì kệ đi, nghèo thêm xíu nữa đâu sao đâu, chích chút xíu tiền ra. Thí dụ như mình làm 10 đồng một ngày đi, thì bây giờ mình chích ra chỉ có 1 đồng thôi để mình tạo phước, để mình từ cái phước đó mà nó đẻ thêm nữa các bạn. Để mà các bạn cứ ăn hết phước rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Không còn tiền nữa, nghèo nó còn thê thảm hơn nghèo nữa, bần cùng khốn khổ nữa, thì mình có muốn chuyện đó xảy ra với mình hay không? Hay là bây giờ mình nhịn ăn một chút xíu để mình có thể cho những con kiến, những con chim nó ăn, hay là làm phước bố thí, có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, hoặc là các bạn đem công của mình để làm, thì các bạn sẽ đạt được những cái mình muốn các bạn. Tin Vân đi, những cái đó Vân đã từng trải qua rồi. Vân đã từng không còn gì để mất, và Vân đứng lên lại từ cái đôi bàn tay trắng của Vân, thì Vân đã trải qua những cái đó. Cho nên là người phụ nữ của mình rất là cần những cái này trong cuộc sống của mình. Nếu như các bạn muốn mình có cuộc sống sung túc, cuộc sống hạnh phúc, cuộc sống như ước mơ của mình, thì mình cần nên làm để mình thay đổi cái vận mệnh của mình các bạn. Nãy giờ các bạn thấy nghe Vân chia sẻ có hay không nào? Nếu mà hay bấm giùm Vân số 9 nha, để ủng hộ. Lần sau Vân sẽ nói chia sẻ những bài hay hơn nữa nè. Và nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn có thể chia sẻ cho mọi người để mọi người được lợi lạc từ cái video này các bạn nhé. Và cảm ơn bạn Huyền Nguyễn rất là nhiều, đã viết lại những cái mình vừa học 7 cái ha. Nếu mà ai đó mà nhớ bài thì có thể là viết 7 cái luôn một lượt ha, để cho những bạn vô sau mình có thể nghe lại và học từ những bài này. Đây là những cái kinh nghiệm của những người đi trước, Vân học lại và Vân đã làm có kết quả, và Vân muốn các bạn cũng có kết quả giống như Vân hoặc là tốt hơn Vân nữa các bạn. Đó là những cái mà Vân muốn.
Một lần nữa Vân cảm ơn các bạn rất là nhiều đã cùng theo dõi chương trình Facebook Live của Vân ngày hôm nay, cũng như các bạn nghe lại và cũng như các bạn nghe trên YouTube. Và hẹn gặp lại vào ngày mai các bạn nhé. Chào tạm biệt cả nhà. Bye bye.